Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Metiodopa được sản xuất tại Bidifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Methodopa cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Methodopa Methodopa 250mg Tá dược vô địch, một viên, tá dược, tinh bột bắp, era gel, TALC, magnesium stearat, povidone, acid citric khan, colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene Glycol 4000, Titan Dioxide, màu vàng oxy sắt, EDTA Dạng bảo chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của Metildopa Viên nén bao phim Metildopa là thuốc dùng để điều trị bệnh tăng huyết áp. Thuốc có thể dùng được với trường hợp tăng huyết áp ở người mang thai. Chống chỉ định của Metildopa Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc Bệnh gan đang hoạt động như viêm gan cấp và sơ gan đang tiến triển. Rối loạn chức năng gan liên quan đến điều trị bằng metiodopa trước đây. U tế bào ưa chrome. Người đang dùng thuốc ức chế MAO. Liều dùng và cách dùng metiodopa. Liều dùng. Người lớn. Điều trị bắt đầu 250 mg trên lần 12 đến 3 lần trên ngày 12 ngày. Điều trị duy trì 0,5 gam đến 2 giờ trên ngày, chia làm 2 đến 4 lần. Liều hàng ngày tối đa được khuyến cáo là 3 giờ. Nên dùng phối hợp thuốc lợi tiểu thiazide nếu không khởi đầu điều trị bằng thiazide hoặc nếu tác dụng làm giảm huyết áp không đạt với liều metildopa 2 giờ trên ngày. Người cao tuổi, liều ban đầu 125 mg trên lần 12 lần trên ngày. Liều có thể tăng dần, tối đa là 2 giờ trên ngày. Trẻ em, trẻ em trên 6 tuổi. Liều ban đầu là 10 mg trên kg thể trọng trên ngày, chia làm 2 đến 4 lần. Liều tối đa 65 mg trên kg hoặc 3 giờ ngày. Trẻ em dưới 6 tuổi không sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi vì dạng bào chế viên nén bao phim không phù hợp cho đối tượng này. Cách dùng: nuốt nguyên viên với một lượng nước thích hợp. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng Metildopa. Tiền sử bị bệnh gan hoặc rối loạn chức năng gan từ trước, Suy thận nặng, tiên sử thiếu máu tan huyết, bệnh Parkinson, trầm cảm tâm thần, rối loạn chuyển hóa porphyrin, sơ vữa động mạch não. Nên định kỳ định lượng hồng bạch cầu và làm test gan trong hai tuần đầu điều trị hoặc khi người bệnh bị sốt nhưng không rõ nguyên nhân. Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thời kỳ mang thai, chưa biết về những nguy cơ do thuốc. Metildopa có thể dùng cho người tăng huyết áp do mang thai gây ra thuốc không gây quái thai, nhưng trong số trẻ sinh ra từ các bà mẹ đã được điều trị bằng thuốc trong thời gian mang thai, đôi khi có thời kỳ bị hạ huyết áp. Thời kỳ cho con bú, không nên dùng thuốc cho người đang cho con bú do metiodopa bài tiết vào sữa mẹ có thể gây nguy cơ đối với trẻ. Tác dụng phụ của metiodopa Toàn thân, chóng mặt, mệt mỏi, sốt, có thể gặp nhức đầu khi mới điều trị, sau hết hẳn, suy nhược, ít gặp. Hệ thần kinh trung ương, thường gặp nhất là tác dụng an thần, buồn ngủ, giảm sự nhạy bén trí tuệ, dị cảm, ít gặp, hiếm khi gặp liệt mặt, cử động dạng múa vờn không tự chủ, hội chứng thiểu năng tuần hoàn não, triệu chứng giống Parkinson. Hệ tiêu hóa có thể khô miệng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, hiếm khi gặp viêm tụy, viêm đại tràng, viêm tuyến nước bọt, lưỡi đen, đầy hơi. Hệ tim mạch có thể gây phù, hạ huyết áp tư thế, hạ huyết áp khi đứng hiếm khi làm chậm nhịp tim làm trầm trọng thêm đau thắt ngực suy tim hội chứng suy nút xoang viêm cơ tim viêm màng ngoài tim bệnh giống lupus ban đỏ máu và miễn dịch có thể cho phản ứng cung dương tính khi điều trị kéo dài nhưng hiếm khi trở thành thiếu máu tan huyết hiếm khi bị suy tủy xương giảm bạch cầu mất bạch cầu hạt giảm tiểu cầu thiếu máu tan huyết thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ nếu thiếu máu tan huyết xảy ra với phản ứng cung dương tính, thường xảy ra sau 6 đến 12 tháng điều trị thì nên ngừng thuốc. Nội tiết, có thể giảm tình dục, hiếm gặp gây vô kinh, vú to ở đàn ông, tăng tiết sữa. Hô hấp, có thể bị ngạt mũi. Ảnh hưởng khác, hiếm khi gặp phát ban ngoài da, hoại tử biểu bì nhiễm độc, viêm khớp hay đau cơ, trầm cảm, vàng da, viêm gan thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc sử dụng metodopa cho phụ nữ có thai và đang cho con bú metodopa bài tiết vào sữa mẹ có thể gây nguy cơ đối với trẻ với liều điều trị thường dùng cho người cho con bú vì vậy thuốc không nên dùng với người đang cho con bú tác động của metodopa đối với người lái xe và vận hành máy móc metodopa có thể gây buồn ngủ nên không lái xe hoặc vận hành máy tương tác thuốc nên thận trọng khi dùng đồng thời với các thuốc sau. Thuốc điều trị tăng huyết áp khác có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp, tăng các phản ứng bất lợi. Thuốc gây mê, phải giảm liều của thuốc gây mê, nếu hạ huyết áp trong khi gây mê có thể dùng thuốc co mạch. Lithium, làm tăng độc tính của lithium. Thuốc ức chế monoamin oxidase, MAO, gây hạ huyết áp quá mức. Amphetamine, các thuốc kích thích thần kinh trung ương Thuốc chống trầm cảm ba vòng gây đối kháng với tác dụng chữa tăng huyết áp và mất sự kiểm soát huyết áp. Thuốc tạo huyết có sắt làm giảm nồng độ metildopa trong huyết tương và làm giảm tác dụng chống tăng huyết áp của metildopa. Thuốc tránh thai uống làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và gây khó kiểm soát huyết áp. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm metildopa, đồng thời biết cách sử dụng metildopa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Phạm.